Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn album phim bộ mà ngày xưa mấy chủ tiệm hay cho mình xem để thuê phim á các bạn. Cuốn album này thì được cô bán hàng còn giữ lại cho mình về để mình review cho các bạn xem. Đây là cuốn album phim bộ Hồng Kông và Đài Loan nha các bạn. Trong đây gồm những ảnh mà ngày xưa hình ảnh để cho mình thuê VCD á, VCD phim bộ thời mà chưa có DVD. Bây giờ mình sẽ giới thiệu phim đầu tiên cho các bạn xem nha. Này, đây là bộ phim Du Kiếm Giang Hồ. Bộ này gồm có 14 đĩa, 14 cặp, mỗi một cặp là 2 đĩa. Này, các bạn hãy xem và phim Việt Nam phát hành nha các bạn. Phim này khá là lâu rồi nên ngày xưa mình có xem qua. Tiếp theo là bộ phim Thiên Long Kỳ Hiệp. Bộ này thì có 10 VCD thôi. Phim kiếm hiệp của Hồng Kông sản xuất. Tiếp theo là bộ phim Đông Du Ký. Có diễn viên Mã Cánh Đào đó. Đây là bộ phim Dịnh Xuân Quyền của Trung Quốc sản xuất. Bộ phim này Nổ Kiếm Cuồng Sa. Phim này là phim Phó Hồng Tuyết Báo Gia Thụ. Tiếc là cô đĩa không còn giữ những chiếc đĩa như thế này nữa, nếu không là mình đã mua về. Nhưng bộ phim này mình rất là thích. Đây là bộ phim Mẹ Chồng Khó Tính. Bộ này phần 1, bản cổ trang này rất là hay. Mình thích xem phần 1 hơn. Đây là bộ phim Nối Nghiệp. Bộ này thì xem cũng rất là hay. Bộ này mình có đĩa DVD. Đây là Bỏ Xe Du Địch. Bộ phim này các bạn có thể xem trên mạng. Phim này rất là hay. Bộ này mình chưa xem bao giờ luôn nè. Mình tìm trên mạng cũng không thấy nữa. Phim này xem rất là hay. Đây cũng gồm những bộ phim xưa. Bây giờ có nhiều bộ trên mạng cũng không có nữa. Bộ này thì mình đã có đĩa DVD. Không biết là ở chỗ các bạn mỗi lần đi thuê đĩa có người ta có đưa cho các bạn xem những cuốn album như thế này không? Chứ ở chỗ mình mỗi lần mình đi thuê là người ta sẽ đưa cuốn album như thế này. Ngày xưa thì rất là nhiều cuốn. Mình thuê một lần 4-5 phim về để xem. Đây, phim Người Phát Ngôn Võ Lực. Bộ phim này rất là hay. Đây là bộ phim, những bộ phim của Đài Loan không nha. Bộ này xem rất là hay. Ngày xưa mình đã có xem qua. Đây là một phim của Đài Loan, Tình Yêu Thiên Sứ, có diễn viên Minh Đạo. Minh Đạo ngày xưa rất là nổi tiếng. Đây là một phim Quán Thù Tì. Sau này thì công ty pha phim có sản xuất dưới dạng đĩa DVD nha các bạn, DVD gốc. Bộ này thì cũng có sản xuất gì để DVD gốc nè. Mình có review ở clip trước rồi đó, các bạn có thể vào xem. Bộ này có tên là Tiếng Thoái Lưỡng Nan.
Thời đại hai vợ là của US Lồng Tiếng nha các bạn. Bộ phim này thì công ty Pha Phim sản xuất dưới dạng băng băng gốc. Sau này thì chuyển có làm VCD gốc nữa. Bộ này cũng vậy, cũng từ thời băng. Sau này thì công ty Pha Phim cũng sản xuất dưới dạng VCD. Tiếc là bộ này không có dạng đĩa DVD gốc nha các bạn. Bộ này mình rất là thích. Nếu có là mình đã mua rồi. Cơm bùm của cô đã hết rồi. Cô tiếc là cô chỉ còn có một cuốn này. Không thì mình đã xin về để review cho các bạn xem rồi. Mình rất là thích những cuốn album như thế này. Mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Chào các bạn.